Tử vi tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, Nam Mạng, năm 2022, vận may như thế nào? Hãy xem video này. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh phong thủy tâm linh hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong cầu có được may mắn và thành công. Nhưng cuộc sống luôn đưa ra những thử thách bắt buộc chúng ta phải vượt qua. Không ai thành công mà không trải qua những gian truân vất vả. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997 Nam Mạng trong năm 2022 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi, quý vị nắm bắt được cát hung vận hạn trong cuộc sống của chính mình. Cụ thể hơn, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu 1997 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì bạn sẽ biết được qua năm mới mình sẽ như thế nào, vận hạn ra sao, về công việc và tiền bạc có được thuận lợi hay không, sẽ có những lưu ý gì trong cuộc sống. Luận giải tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 Nam Mạng vào năm mới 2022 Nhâm Dần được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu về tử vi trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên đây là phần luận giải cho tử vi tuổi Đinh Sửu Nam Mạng 1997 chính xác và đầy đủ nhất. Qua việc xem lá số tử vi, thầy Gia Cát cũng đưa ra những lời khuyên giúp cho gia chủ Đinh Sửu tránh được những vận hạn và có những bước đi gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 Nam Mạng trong năm mới 2022. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng, sự nghiệp lên hương, mở đường, thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng, dự báo sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp hơn, có nhiều tiến triển khả quan. Nhưng đối với sức khỏe thì nên cẩn thận, sự xuất hiện của hung tinh bệnh phù khiến cho tuổi Đinh Sửu yếu đi, thường xuyên lao lực quá độ mà mệt mỏi. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng dự báo, năm nay mọi việc phát triển thuận lợi. Năm 2022, Đinh Sửu không phạm thái tuế, được nhiều cát tinh phù hộ, tài lộc rộng mở. Sự xuất hiện của cát tinh Bách Việt và Hồng Loan giúp cho sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn tốt hơn, có nhiều tiến triển khả quan. Nhưng đối với sức khỏe thì nên cẩn thận, sự xuất hiện của hung tinh bệnh phù khiến cho tuổi Đinh Sửu yếu đi, thường xuyên lao lực quá độ mà mệt mỏi. Bên cạnh đó, những gia chủ mới thoát khỏi hạn thái tuế của năm cũ nên những vận đen vẫn còn đeo bám, tồn dư ở đây. Vậy nên những gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn của năm 2022. Kim bài thái tuế là vật phẩm hàng đầu hóa giải hạn thái tuế. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế của năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau là phù thái tuế. Mang theo kim bài bên mình sẽ giúp cho vận trình tài lộc sự nghiệp của năm được may mắn, hanh thông và thuận lợi. Cát tinh. Luận hung cát của tuổi Đinh Sửu cho hay, năm nay bạn có nhiều cát hơn hung, cuộc sống nhìn chung sẽ may mắn và vận số thuận lợi. Năm nay tuổi Đinh Sửu gặp hai cát tinh lớn là Bách Việt và Hồng Loan. Bách Việt giúp cho chủ nhân có sự nghiệp thuận lợi, có người giúp đỡ trong công việc nên sẽ nhận được nhiều may mắn. Hồng Loan đại diện cho tình cảm nam nữ, muốn kết hôn, cơ hội để kết hôn, nhân duyên của bạn khá tốt. Chàng trai tuổi Sửu 25 tuổi có thể tính đến chuyện yêu đương và kết hôn trong năm nay. Hung tinh, bệnh phù. Đây là một hung tinh ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người, thân thể bị tổn thương. Bạn nên tránh làm lụng vất vả, tăng ca áp lực quá độ. Rèn luyện sức khỏe, chế độ sinh hoạt điều độ, chú ý đến tình trạng sức khỏe với các bệnh nguy hiểm. Sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng, có sự nghiệp gặp Bách Việt là một cát tinh mang đến sự lạc quan trong công việc. Đây là năm cơ hội của nam tuổi Sửu, bạn nên tận dụng cơ hội và thời cơ để có thể đáp ứng các nhu cầu của việc thăng tiến. Bạn nên tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân để có thể có cuộc sống tốt hơn, cơ hội tiến lên những vị trí cao hơn.
Thầy Gia Cát dự báo năm 2022 tuổi Đinh Sửu Nam Mạng đã 25 tuổi. Đây là một năm trọng yếu cho nên bạn cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ tận dụng thời cơ để thăng tiến và phát triển. Tài vận, xem bói cho hay, tình hình tài lộc của các quý ông tuổi Đinh Sửu khá tốt, mạch Việt vẫn là các tinh mang lại nhiều may mắn tài lộc hanh thông, dù là công việc chính hay phụ đều mang lại nguồn thu đáng kể cho người tuổi Sửu. Thời điểm này, nếu bạn đang kinh doanh thì có thể có tấn tài tấn lộc, gặp được trợ lực mà ăn nên làm ra. Các chàng trai tuổi Sửu sẽ đứng ra làm chủ một cơ ngơi riêng của mình, đây là cơ hội rất tốt. Tuy rằng có nhiều phúc khí, nhưng bạn cũng không nên phô trương quá đà mà rước họa vào thân. Để phòng tiểu nhân gây hại, ảnh hưởng đến tài vận của chúng ta, hạn chế việc cờ bạc, nếu không có bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ theo gió bay hết. Để hóa giải những hung họa hay trên, những gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo bên mình sẽ giúp gia chủ tăng cường con đường tài vận, sự nghiệp, đồng thời khai mở cung tài lộc, giúp cho gia chủ tuổi Đinh Sửu luôn được may mắn và bình an. Tình cảm, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng được đánh giá là thuận lợi về chuyện tình cảm bởi vì có sao Hồng Loan xuất hiện. Vận đào hoa của bạn năm nay khá tốt, có thể gặp được nhân duyên trời định, có một tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt, các chàng trai độc thân năm nay sẽ có cơ hội thoát ế rất cao, có thể gặp được người tình trong mộng của mình. Đối với những ông chồng Đinh Sửu đã kết hôn, tình cảm vợ chồng của hai người cũng dần ổn định. Chúng ta trưởng thành và dần dần quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, tình yêu vì thế mà thăng hoa, hạnh phúc và viên mãn. Sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng có sức khỏe yếu hơn năm trước. Bạn gặp hung tinh bệnh phù, sức khỏe yếu đi, thân thể không được tốt, thậm chí nên đề phòng bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh cũ có thể tái phát khiến cho bạn không có được thể trạng tốt. Nam giới tuổi Đinh Sửu nên hạn chế buổi gặp gỡ bạn bè, tiệc rượu, xã giao sẽ khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt về việc uống rượu, không ăn sẽ khiến cho bệnh đau dạ dày của bạn tái phát. Tham gia giao thông khi có nồng độ cồn vượt mức quy định cũng sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Vậy nên trong năm nay, gia chủ đặc biệt phải lưu ý, đừng để cho sức khỏe của mình ảnh hưởng đến công việc. Trong năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác từ bộ tam hợp của tuổi Đinh Sửu, giúp cho gia chủ có được cuộc sống hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Tử vi từng tháng, tử vi từng tháng tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc của Nam Mệnh sinh năm 1997 trong tháng đầu năm nay vẫn tương đối lạc quan. Trong không khí sôi động và đậm chất lễ hội của Tết Nguyên đán, tuổi Đinh Sửu có thể thu hoạch được những điều bất ngờ trong cuộc đời. Đặc biệt, kinh doanh của bạn đang rất phát đạt. Tháng 2, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng có tài vận phát triển rất mạnh trong tháng 2 năm nay. Nhờ sự xuất hiện của các tinh, tài vận của bạn đặc biệt thịnh vượng trong tháng này, thiên tài và chính tài đều ổn định. Bên cạnh đó, công việc của bạn cũng khá tốt, có nhiều vận may trong tháng 12. Nam mệnh tuổi Sửu sinh năm 1997 được khuyên là nên kín miệng với số tài sản hiện tại của mình. Bạn cũng không nên khoe khoang quá đà, nếu không sẽ gặp nhiều tiểu nhân ghen ghét, hãm hại. Tháng 3, tử vi tháng 3 dự báo tình trạng sức khỏe của bạn không tốt. Hung tinh bệnh phù ảnh hưởng khiến cho bạn gặp vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày. Bạn nên cẩn thận trong việc ăn uống. Ăn uống không điều độ với nhiều đồ ăn nhanh là điều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn rất nhiều. Chàng trai Đinh Sửu nên hạn chế các cuộc gặp gỡ và nhậu nhẹt bạn bè trong tháng 3 trước khi cái dạ dày của bạn có biểu hiện mạnh mẽ hơn. Tháng 4, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 Nam Mạng dự báo tháng này có trạng thái không tốt lắm. Ảnh hưởng của tiết thanh minh khiến cho bạn hay bị hiểu lầm, tâm tình bức bối, thức đêm tăng ca, sẽ không thu về nhiều lợi lộc mà còn khiến cho sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy.
lời khuyên cho bạn là nên dành thời gian nghỉ ngơi, bạn nên học cách yêu thương bản thân mình, đừng vì tuổi trẻ mà có thể phí hoài như vậy. Tháng 5, nhân duyên tháng 5 của bạn Đinh Sửu khá tốt. Bạn gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ tốt, người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương. Ngoài ra tình hình kinh doanh của bạn cũng khá tốt, vận thế đi lên, mua may bán đắt, bạn nhận được nhiều cơ hội để làm giàu trong tháng này. Tháng 6, tử vi nam mệnh sinh năm 1997 dự báo nhân duyên của bạn đang nở rộ trong tháng 6. Sự xuất hiện của sao Hồng Loan giúp cho các chàng trai có thêm các mối quan hệ, có vẻ như sự chân thành của bạn sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi khuyên bạn, nếu yêu thích thì nên tấn công mạnh mẽ, thời điểm tháng 6 rất thích hợp để tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới. Tháng 7, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nam mạng, vào thời điểm này nên đề phòng tiểu nhân phá hoại, hung tinh và tiểu nhân cùng xuất hiện, mọi sự đều khó thành, thậm chí còn bị cản trở. Tuy nhiên, vận số của bạn cũng không hẳn là quá xấu, đối với người làm việc kinh doanh, sản xuất cũng sẽ thu được một ít lợi lộc trong công việc, nên đề phòng đồng nghiệp phá hoại, cạnh tranh, gây ảnh hưởng. Tháng 8, sức khỏe của nam mệnh tuổi Đinh Sửu trong tháng 8 cũng kém hơn tháng trước do bị sao bệnh phù tấn công, lại gặp thêm nhiều vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, bị sốt hoặc ăn quá nhiều thức ăn sống hoặc lạnh gây ra các bệnh về dạ dày. Vì vậy, người sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu nên chú ý hơn đến những vấn đề này để tránh bị các sao hung tinh lợi dụng gây nguy hiểm cho bạn. Tháng 9, tử vi từng tháng tuổi Đinh Sửu năm 2022 dự báo vào tháng 9, tài lộc của bạn có chút giảm sút. Vì có nhiều tham vọng chi tiêu cho nên bạn khá tùy ý tiêu tiền toàn không nghĩ nên ảnh hưởng rất nhiều đến túi tiền của bạn. Tháng 9 này, vì tiêu xài không có kế hoạch mà bạn sẽ đứng trước nguy cơ túng quẫn, bạn không nên chỉ ăn chơi nhậu nhẹt, đừng đến lúc khó khăn thì tiền lại càng khó về hơn đấy bạn ạ. Tháng 10, tử vi dự báo sự nghiệp nam mệnh Đinh Sửu thời gian này sẽ ngày càng tăng lên, đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Đây cũng chính là lúc bạn hiệu quả công việc khá cao. Điều này đáp ứng cho chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhận lấy nhiều cơ hội. Tháng 11, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nam mạng năm 2022 dự báo thời gian vận số của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bạn không gặp phải vận rủi, tài lộc ngày càng tăng tiến, cuộc sống cuối năm của nam tuổi Đinh Sửu viên mãn và hạnh phúc. Tháng 12, tài vận trong tháng cuối năm của nam mệnh tuổi Đinh Sửu tăng lên nhanh chóng. Vào thời điểm cuối năm, các bạn sẽ bận rộn hơn đối với công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bạn ngồi lại quây quần bên các thành viên trong gia đình để nâng cao tình cảm. Nam mệnh tuổi Sửu sẽ cần phải nỗ lực để gom góp tiền cho các chi tiêu cuối năm, giúp cho gia đình có một cuộc sống hạnh phúc. Cố gắng bạn nhé! Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Sửu 1997 trong năm mới 2022. Chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng tất cả quý vị sẽ áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể may mắn và thành công. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!